Yên tâm, có chú đây rồi. Tao không sợ bọn này đâu. Cái định làm gì? Thu nợ. Ai nợ anh? Bố mẹ thằng này thế chấp cái nhà này vay tiền gia đình tôi, nên tôi phải lấy lại. Lấy lại để còn làm gương cho những người khác. Cán bộ có biết cái đất này bao nhiêu người nợ gia đình tôi không? Có tôi ở đây, không ai được phép bước vào đây lấy căn nhà này. Này cán bộ, nếu cán bộ khôn ra ấy, thì để cho thằng bé có tí thời gian nó dọn đồ. Anh còn sống được đến ngày hôm nay là vì anh không dính líu gì đến ma túy. Tôi biết được đó. Nên tôi chỉ cần anh giúp tôi tìm hiểu sự thật về cái chết của bố tôi. Đi mà hỏi lạ vòng ý. Chơi thân mình lạ vòng thế cơ mà. Thế là ông Vòng có liên quan đến cái chết của bố tôi. Ông Vòng làm việc cho lão Hề, đúng không? Không biết. À gì? Gì? Bố tôi thì có liên quan gì đến lão Hề? Thì bố mày cứ hay đi lấy thuốc ở trên nương nhà ông Hề mà. Trước kỳ hôm bố mày ngã trúng vực chiếc, tao còn bẻ ngô cho nhà lão Hề. Tao nhìn thấy bố mày mà. Được chưa? Như vậy là lão Hề có liên quan đến cái chết của bố tôi đúng không? Cái mạng của tao mày muốn lấy lúc nào cũng được, nhưng tao xin mày tha cho chúng nó. Tao hỏi lần cuối, đi không? Tao xin. Thằng Vóng là bạn của ông chủ. Chúng mày đã hại thằng Vinh rồi thì phải tha cho bố nó chứ. Nếu không thì sao? Thì xem có thêm một đứa nữa phải nằm xuống ở chỗ này. Hoặc là tao, hoặc là mày. Sao ngay từ khi lên đây anh đã đặt nghi vấn vào nhà Trà Vư? Với kinh nghiệm nhiều năm đánh án ma túy, tôi nhận định vị trí nhà của Trà và Vư rất thuận tiện cho việc trung chuyển tập kết ma túy từ bên kia biên giới sang. Và với linh cảm của tôi, Đoàn không phải là ông trùm của đường dây này. Người đứng sau đường dây này nhất định phải là người có tầm ảnh hưởng lớn ở Mường Luông.